Rồi, như vậy thì cái mẫu báo cáo của lớp 3 nó tương tự với mẫu báo cáo assignment, tức là cái này là mình để là assignment ha, còn phía dưới này thì mình để lớp 3 đi ha. Cái nội dung này sau này các bạn báo cáo assignment 1 thì nó cũng tương tự như vậy. Assignment 1 thì cái nội dung nó khác nhưng mà nó tương tự cái kiểu thôi, và lớp 3 thì nó cũng tương tự như vậy. Mình mở cái đề lớp 3 lên xem người ta nói gì. Đề lớp 3 là chúng ta sẽ thiết kế cơ sở dữ liệu ở mức logic. Mức logic là mức nào? Mức lấy ý kiến khách hàng, đúng không nào? Đó. Sau rồi mình về mình tinh gọn cái data mình lại. Nếu như mà chỉ mới lấy ý kiến khách hàng không thì nó là ở mức gì ta? Mới lấy ý kiến khách hàng gạch vài cái đầu dòng thôi thì cái đấy chúng ta gọi là ở mức độ nào? Khái niệm, tức là chưa hình dung nó là cái gì hết ha, mình chỉ mới là lấy thông tin thôi, thì mình hình dung mường tượng được rằng cơ sở của dữ liệu của mình đang muốn quản lý cái gì, chứ còn là chính xác là nó như thế nào, hình dáng nó ra làm sao thì mình chưa biết. Khi nào mình về mình phân tích xong, mình dựng được cái mô hình ORD thì mình mới biết được là à, cái cơ sở dữ liệu của mình đang muốn quản lý cái gì, nó bao gồm bao nhiêu thực thể, và mỗi thực thể của nó là có gì, có các thuộc tính nào, rồi các quan hệ của các cái thực thể ra làm sao, được chưa? Quan hệ giữa các thực thể ra làm sao thì chúng ta mới đi qua đến cái giai đoạn logic để chúng ta biết được là vấn đề của chúng ta đang muốn là cái gì. Sau đấy thì các bạn sẽ làm ở mức vật lý. Vật lý, các bạn sẽ đưa cái cơ sở của dữ liệu của mình ra theo cái dạng bảng OR và mình triển khai nó lên hệ quản trị cơ sở dữ liệu, nhớ không? Hệ quản trị cơ sở dữ liệu đó, rồi mình xác định khóa chính khóa ngoại cho nó, thì cái mức độ đây chúng ta sẽ vật lý. Và cái bài toán này hôm trước chúng ta cũng đã gặp ở đâu ta? Lớp 2, không? Trong này người ta nói là kết hợp phân tích ở bài 1 lớp 2, vẽ cái quan hệ ORD, mình làm chưa? Làm rồi, đúng không? Mình làm bằng cái ứng dụng nào? À, ORD Plus. Mình có rất là nhiều ứng dụng ha. Ví dụ như raw.io hoặc là diagram.net. Nhưng mà thầy thấy là cái ORD Plus là nó chuyên về cái phần này. Thì chúng ta vẽ xong rồi chúng ta có thể export ra được OR, chúng ta có thể export ra được cái ngôn ngữ SQL luôn, thì nó sẽ rất là tiện nếu như mà chúng ta dùng cái trang là ORD Plus. Như vậy thì đối với lại phần này thầy nghĩ chắc là mình khỏi cần nói lại đi ha, mình chỉ nhắc lại để các bạn lấy lại cái trang của mình đã thực hiện ở trên ORD. Tùy lớp nha. Tại vì có lớp á, thì giáo viên sử dụng cái ứng dụng mà cài trên máy, ví dụ như là Visio. Visio là một ứng dụng của Microsoft Office cũng rất là chuyên nghiệp để vẽ các cái đối tượng giống như thế này. Rồi có giáo viên thì hướng dẫn là dùng Raw.io, có giáo viên là RayRam.net ha. Như vậy thì các bạn nếu như có bạn bè mà học lớp khác mà có sử dụng các cái ứng dụng khác thì các bạn cũng cố gắng tìm hiểu thêm để xem thử là có gì hay, có gì bổ sung cho nhau. Hay chứ mình không có nói cái nào tốt hơn cái nào cả. Mình không có quan tâm là cái nào tốt hơn cái nào. Cho nên là các bạn chú ý cái bài của mình. Bất động sản ha. Hôm trước là mình đã làm xong cái này rồi. Có bạn nào làm chưa xong không? Mình đã phân tích ở cái bài lớp 2 hôm trước thì thế nào. Như vậy thì ở chỗ này trong cái phần báo cáo phía dưới sinh viên thực hiện, chỗ này thầy quên đổi lại cái này là sinh viên thực hiện, là chỗ này là họ tên ha, họ tên sinh viên, mã số sinh viên,
Rồi dưới này là lớp. Đó, lớp. Rồi, tên. Rồi, ok. Thì thầy sẽ chuyển cho các bạn cái file này. K3, ví dụ gì đây? Classroom, em vô không được làm bài lớp 3. Ủa sao là không được là sao ta? Classroom mọi người vô được không? Được mà đúng không? Classroom K3. Rồi như vậy thì chúng ta có được cái gì đó, cái cơ sở dữ liệu ha. Thì các bạn chú ý là đối với lại cái bài này chúng ta sẽ trình bày báo cáo trong Word. Như vậy ở đây các bạn sẽ dùng cái file báo cáo này, thầy chuyển cho các bạn lên Classroom nha. Rồi ở trong này thì nó cũng tương tự như assignment, cho nên nội dung này mình cứ để. Rồi xuống dưới này mình sẽ sửa lại cái nội dung của mình. Xác định thực thể thuộc tính. Được chưa? Xác định thực thể thuộc tính. Như vậy chúng ta sẽ ví dụ. Ở đây thầy đang ví dụ nè. Các bạn sẽ thấy là sinh viên xác định thực thể thuộc tính dựa trên yêu cầu đề bài, có thể phát triển thêm các thực thể và thuộc tính khác để mà cho cơ sở dữ liệu của mình nó hoàn thiện tốt nhất. Tức là mình đọc thì trong đề người ta yêu cầu như vậy, nhưng mà đối với quan điểm cá nhân của các bạn, khi mà quản lý một cái bài toán về bất động sản, các bạn nghĩ rằng mình cần phải có thêm thực thể nào? Còn thuộc tính thì nó không quan trọng nha. Thực ra là thực thể nó mới quan trọng. Còn ví dụ như thuộc tính hôm trước mình để là gì? Bất động sản là nó có mã bất động sản và địa điểm. Thì cái này là mình làm trong đề người ta để cho nó gọn thôi, để làm cho nó nhanh, để làm ví dụ thôi. Còn nếu như mà thực tế ở ngoài thì các bạn có thể là để cái loại bất động sản đó là nhà hay là đất. Đất đó là đất thổ cư hay là đất nông nghiệp. Nhà đó là nhà cấp 4 hay cấp 3 hay cấp 2 hay cấp 1. Nói chung là trong cái thông tin bất động sản thì các bạn có rất nhiều thông tin cần quản lý, chứ không phải là chỉ có cái mã đất và địa chỉ thôi đâu. Được không? Cho nên là có thể ví dụ như là trong một dự án bạn làm quản lý bất động sản và người ta yêu cầu các bạn là quản lý lô đó là lô nằm giữa hay là lô góc, rồi lô đó có hướng là gì, được không? Thì tùy theo mỗi cái nhu cầu của mỗi đơn vị quản lý mà người ta muốn quản lý cái gì thì mình thêm thuộc tính vào. Cho nên thực chất thì khi mà chúng ta đã có thực thể rồi rồi các bạn thêm n cái thuộc tính phía sau nó không quan trọng. Đó, quan trọng là các bạn quản lý cái gì, thực thể ra làm sao mới là quan trọng nhất. Cho nên là khi mà chúng ta đi 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 đi, đi làm á, các bạn lấy ý kiến khách hàng á, là các bạn làm sao mà đào thông tin khách hàng để mình có được đủ các thực thể cần quản lý. Ví dụ mình thấy chỗ đó hình như người ta nói nó còn thiếu thiếu cái gì á, mình hỏi người ta vậy thì trong cơ sở dữ liệu của anh có quản lý cái này không? Mình phải gợi ý trước để làm gì mấy em? Để khi mà mình quản lý để khi mà mình ra được cái ORD xong á, hoặc là mình dựng lên được cái cơ sở dữ liệu xong á là nó dễ. Chứ đôi khi mà bạn làm không tới á, khách hàng chỉ yêu cầu vậy thôi, nhưng mà mình về mình xây dựng cơ sở dữ liệu á nó thiếu mà mình cũng không thấy luôn. Đến khi mà ra đến lúc mà triển khai vật lý á, mình làm nó không ổn, mình mới quay lại mình build lại thì nó mất thời gian lắm. Còn nếu như mà bạn nào nói ủa khách hàng không yêu cầu thôi làm gì thì cũng có lý chứ không phải không, nhưng mà đôi khi cái mà mình nói như vậy á thì nó lại ảnh hưởng đến chính bản thân mình. Chẳng thà mình nói thêm, mình làm thêm một xíu mà công việc của mình sau này nó dễ hơn là khách hàng không yêu cầu mình không làm,
nhưng mà sau này mình cực hơn ha, thì tùy. Rồi như vậy ở trong cái chỗ mà phân tích về thực thể thì hôm trước mình cũng đã phân tích ở lớp 2 rồi. Mình đọc một câu, mình đọc một câu, mình thấy người ta nói liên quan đến một cái đối tượng nào đó. Như vậy đối tượng là gì? Mình học về cái ngành công nghệ thông tin của mình thì mình nói về cái chữ đối tượng này khá là nhiều, đúng không? Trong thực tế thì các bạn cũng vậy, đối tượng nó là một danh từ chung để chỉ những cái gì đó mà mình muốn quan tâm đến. Ví dụ các bạn đang ở tuổi gì? Cập kê, đúng không? Đang được lứa tuổi của các bạn thì nhiều khi là hay hỏi nhau, ê, đối tượng của bạn là gì? Tức là cái thang đo của cái người mà mình cần quan tâm đến của khách giới chẳng hạn, đúng không? Thì hỏi là đối tượng đó là gì, là cái ru như thế nào, thì đối tượng là cái mà chúng ta cần quan tâm. Như vậy trong một câu các bạn sẽ chọn lọc ra một từ mà nó đại diện cho cái mà người ta muốn, một danh từ, nó là một danh từ để gọi mà. Thực thể là một danh từ, là một đối tượng thì mình phải dùng danh từ. Ví dụ như trong cái câu này thì nó là một số công ty bất động sản, thì nếu như hôm trước thầy nói rồi, nếu mà bạn có nhiều công ty cần quản lý thì bạn lấy là công ty bất động sản là một thực thể. Nó có nhiều record thì bạn lấy nó là một thực thể. Còn ở đây chúng ta chỉ quản lý một công ty đó thôi thì cái này không cần phải đưa vào thực thể. Bởi vì bạn có tạo ra một cái thực thể thì trong cái bản ghi của nó chỉ có một bản ghi duy nhất. Bởi vì mình quản lý có một công ty mà thì đâu có cần. Rồi, tiếp theo. Có một số là bao nhiêu? À, có thể một, có thể nhiều. Như vậy mình cứ lấy cái số nhiều. Văn phòng, như vậy cái chữ văn phòng là một cái từ danh từ chung. Đó. Tại nhiều địa điểm. Mỗi văn phòng có hai thông tin là mã số văn phòng và địa điểm, thì trong này người ta nói rõ rồi. Thì hai cái này nó là hai cái gì ta? Thuộc tính của văn phòng ha, của thực thể văn phòng. Và tương tự như vậy các bạn sẽ phân tích cái yêu cầu ra để các bạn chọn ra cái nào là thực thể, cái nào là thuộc tính, cái nào là mối quan hệ. Ví dụ mối quan hệ ở chỗ này là mỗi văn phòng có một nhân viên đó, có một số nhân viên, mỗi văn phòng có một số nhân viên, thì chỗ này chúng ta có thể là một số nhân viên đó, một số nhân viên, thì cái này là mối quan hệ. Một số nhân viên các bạn, ở đây là quan hệ. Rồi gì nữa? Mỗi nhân viên có một mã số, với mỗi văn phòng có một nhân viên làm trưởng phòng đó, có một nhân viên làm trưởng phòng, đây cũng là về một dạng của mối quan hệ. Như vậy thì chúng ta sẽ kết nối lại, vậy chúng ta sẽ phân biệt ra cái từ nào là thực thể, từ nào là thuộc tính, từ nào là thể hiện quan hệ, thì chúng ta sẽ xác định ra. Nếu như mà các bạn làm chưa quen thì các bạn sẽ ghi ra một cái note, ghi ra một cái note, rồi xong rồi mình làm thử, mình làm thử, mình vẽ lên, mình coi thử là trong bài toán của mình có các cái khối như vậy, các thực thể như vậy thì có đủ chưa, có thiếu gì không, tức là mình gom nhóm lại đó. Đó thì đó là cái bước này của cái bài đầu tiên. Sau khi mà mình phân tích xong hết rồi, các bạn ra được cái bảng này rồi, cái này là ở lớp 2 mình nói rồi ha, bây giờ thầy chỉ củng cố lại cho các bạn thôi. Đến đây ổn không ta? Ổn ha. Rồi mình export ra, export ra. Như vậy trong cái export này các bạn có thể đổi tên lại. Ví dụ như ở đây thầy đặt cho nó là lab 3 ERD. Rồi. Câu 1 nha.
Câu 1 chúng ta xác định thực thể là văn phòng nè. Có mã văn phòng là khóa chính nè, in đậm gạch chân và các cái thuộc tính khác thì ghi vô đây. Và tương tự như vậy các bạn xác định hết tất cả các thực thể mà bạn có ở trong cái bài toán. Tiếp theo, sơ đồ quan hệ RD thì mình sẽ chèn cái hình nó vào. Chèn cái hình nó vào. Đó. Rồi tiếp tục thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ được chuẩn hóa. À, sinh viên xây dựng cơ sở dữ liệu ở mức vật lý. Vậy mức vật lý thì chúng ta xây dựng ở đâu ta? Ở đâu mấy em? À, ở trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Như vậy chỗ mức vật lý này nè, nó có hai dạng. Một là chúng ta xây dựng cái này trước bằng một cái phần mềm vẽ nào đó. Tức là chúng ta chuyển từ cái này nè, ORD này nè, sang cái OER. Được không? Tức là mình vẽ chỗ này mình đã có là thực thể gì nè, có cái gì làm khóa chính nè, thì ở trong này mình thể hiện. Ví dụ thực thể văn phòng có mã văn phòng làm khóa chính, thực thể bất động sản có mã bất động sản làm khóa chính, nó có cái dấu bằng vàng đó, thì mình vẽ ra. Còn bình thường mình không vẽ thì mình in bôi đen và gạch chân. Mình có thể làm trực tiếp ở trong cái Word cũng được. Ví dụ như là các bạn sẽ chèn ở đây một cái table. Bạn sẽ insert một cái table vào và bạn sẽ chèn cho nó. Ví dụ như là cái này, bạn có thể vẽ bằng cách này. Ví dụ như chỗ này là bất động sản, phía dưới này là có mã bất động sản, phía dưới này có địa điểm, ví dụ như thế. Rồi cái này nó là một cái bảng tên bảng, thì mình có thể in đậm bô đen. Cái này mình có thể là in đậm gạch chân, ví dụ như thế, để cho nó ra được đây là một cái dạng bảng. Mình xây dựng cái này trước rồi sau đó mình mới triển khai lên hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Nhưng mà đối với lại cái bài này tương đối dễ, cho nên chúng ta xây dựng hệ quản trị cơ sở dữ liệu và chúng ta gán cái này vào. Như vậy các bạn xây dựng được hệ quản trị cơ sở dữ liệu và bạn xuất ra cái bảng OR này được không? Biết không? Biết chỗ không? Rồi đợi tí cho nó chạy cái hệ quản trị lên nhé. Rồi ví dụ như là chúng ta có bất động sản rồi thì các bạn vào bên server đâu rồi, data chứ, database đúng không? Các bạn xây dựng được các cái bảng này rồi nè. Các cái bảng này chúng ta đã hoàn thành rồi, khóa chính, khóa phụ rồi nè. Đó. Rồi ví dụ như là bảng bất động sản thì mình có mã tên. Rồi cái bên bất động sản này thì sao? Có mã bất động sản, có mã chủ sở hữu và mã văn phòng. Như vậy hai cái này chúng ta đã làm khóa phụ bên này rồi. Tức là chúng ta đã làm hết rồi. Làm khóa chính, khóa phụ cho nó hết rồi. Được chưa? Và cái này ở bài trước đúng không? Làm khóa chính, khóa phụ. Khóa phụ mình làm được chưa? Foreign key. Rồi sau khi mà chúng ta có rồi thì các bạn vào database, chọn reverse engineer. Các bạn sẽ bấm vô đây, chọn password. Ok. Next. Chọn cái gì? Chọn quản lý bất động sản. Next. Rồi chúng ta như thế, chúng ta cứ net và tiếp tục thì nó sẽ cho ra cho mình một cái bảng. Đây cái bảng này nó nằm ở đây nè. Đó, mình click chuột vô đây thì mình thấy cái bảng của mình. Như vậy là nó đã cho ra được cái mô hình quan hệ của chúng ta rồi. Đó, được không? Như vậy chúng ta đã xuất được cái này và chúng ta cũng có thể import nó ra.
export nó ra ở dạng là file ảnh PNG chưa. Các bạn export ra đó, export ra xong thì mình sẽ chèn vào đây. Export ra thì bạn chèn vào cái câu, cái mục ba la mã sơ đồ quan hệ và chuẩn hóa. Thứ tư là tạo bảng trong MySQL. Như vậy thì tạo bảng các bạn phải chịu khó làm lại cái này bằng table. Ví dụ ở trong này chúng ta có bảng bất động sản, bảng có tên là bất động sản. Trong đó nó có cái field đầu tiên là mã bất động sản Vacha 5, địa chỉ Vacha 255, mã chủ sở hữu Vacha 5, mã văn phòng Vacha 5. Thì trong này bạn thể hiện lại cái đó bằng cái bảng này. Sau khi mình có cái bảng rồi rồi chụp cái hình này lại. Đây mình có khóa chính nè, mình có cái bảng ha, xong là có khóa chính. Hai cái bảng này nó phải khớp nha, tại vì thầy làm dữ liệu của hai cái khác nhau đó, nó phải khớp một một bảng. Rồi sau đó có khóa phụ nếu có, khóa phụ nếu có, khóa phụ thì chụp luôn cái hình khóa phụ luôn đó. Khóa phụ đây là khóa phụ nè. Rồi như vậy là bạn đã xong một bảng, xong một bảng. Nếu mà trong trong bài của mình có 5 bảng thì mình lặp lại 5 lần ha. Mình xây dựng ở mức bên ngoài, rồi mình sẽ xây dựng ở trên SQL và mình xây dựng khóa ngoại nếu có. Như vậy mình xong một bảng, còn bảng nào không có khóa ngoại thì thôi. Mình xong cái phần thứ tư. Đến phần thứ năm dữ liệu. Xem bảng nào có dữ liệu rồi. Không biết mấy cái này thầy chèn chưa nữa. Nhân viên, thân nhân, văn phòng. Cái này thầy chưa chèn. Cửa hàng. Đây, ví dụ đây là cái bảng mà các bạn đã chèn xong dữ liệu. Yeah, các bạn đã chèn xong dữ liệu thì bên này người ta yêu cầu các bạn là gì? Dữ liệu thì mình có bao nhiêu bảng thì mình ghi bấy nhiêu bảng. Ví dụ một cái bảng mà nó có dữ liệu thì các bạn sẽ insert dữ liệu vô, chèn cái hình dữ liệu vô. Đây, dữ liệu đó, để mình thấy được là mình đang dữ liệu của cái bảng cửa hàng. Rồi chèn vô. Đó, bảng dữ liệu của mình. Đây, có dữ liệu. Một bảng ha. Bài bất động sản của mình nếu có 5 bảng thì bạn làm 5 lần. Bảng tiếp theo là gì? Bảng tiếp theo là gì? Đưa ra. Rồi đến phần này là chúng ta xong bài lớp 3. Đến phần này là xong lớp 3. Được không? Và tương tự lớp 3 là cái đề này là bất động sản. Còn nếu như assignment giai đoạn 1 thì chúng ta sẽ lấy cái đề khác ha. Cái đề assignment giai đoạn 1. Assignment giai đoạn 1 cơ sở tích hợp. Hình như hôm trước thầy có đưa cái assignment giai đoạn 1 mới lên cho các bạn trên Lightroom rồi hả ta? Coi có chưa?
Ừ, thì lấy cái assignment giai đoạn mới assignment giai đoạn 1 chưa 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 của thầy đưa đưa ở đâu ta, cái đề đây, cái này là cái mẫu báo cáo, cái này là mẫu gộp báo cáo, tài liệu hướng dẫn liên tải, đây assignment, đây quản lý kho, quản lý kho cơ sở dữ liệu, ừ đúng rồi đó ha, quản lý xuất kho. Như vậy thì chúng ta sẽ phân tích cái bài này, quản lý xuất kho con 1012, đây quản lý xuất kho con 1012. Các bạn làm cái bài assignment 1 thì các bạn lấy cái nội dung này để làm đó, nội dung này nè để làm phân tích ra. À, rồi sau khi mà các bạn phân tích á, thì cái bài này nó có một chút nó khác cái lớp 3. Cái bài này nó có một chút khác với lớp 3. Như vậy trong này người ta nói rằng là hàng ngày nhân viên chuyển kho các phiếu xuất hàng cho cửa hàng như sau. Thì đây là một dạng thu thập thông tin. Bữa hôm trước mình nói là gì? Trong này nó có phiếu xuất nè, ngày xuất ngày nhập, tên cửa hàng. Vậy cái tên cửa hàng này thì nó có thể nó sẽ phụ thuộc đến thông tin của cửa hàng. Các bạn đọc trong này, bởi vì chúng ta chưa làm assignment giai đoạn 1. Được chưa? Thì các bạn cứ tự làm trước đi. Rồi hết deadline xong các bạn cứ nộp theo ý của mình đi. Được không? Rồi sau đó một ngày thầy sẽ sửa cái bài giai đoạn 1 này để xem bạn nào làm tốt, bạn nào chưa tốt, thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn một lần sau khi các bạn nộp bài. Còn nếu mà bây giờ hướng dẫn luôn thì gần như là tất cả mọi người đều giống nhau, cái phương pháp chúng ta làm thì giống nhau, là thầy nói lại mình đọc lên từng câu một, mình chú ý những cái danh từ và danh từ nào mình dùng làm thực thể, danh từ nào mình làm thuộc tính, và nó có một số cụm từ để nó chỉ quan hệ, được không? Thì mình tự phân tích ra trước để nó mới có cái gì đó nó hấp dẫn tí xíu, chứ bây giờ chưa gì hết thầy phân tích luôn một cái lèo cái cả lớp làm giống luôn, cả lớp làm giống thầy hết luôn, thì cuối cùng nó cũng không hay. À, như vậy thì thầy đảm bảo với các bạn rằng sau khi mà thầy nhận được cái bài của các bạn ở tiến độ đầu tiên, được không nào? Thì nếu như mà những bài nào làm tốt thì điểm rất là ok rồi. Còn nếu như mà chưa tốt thì thầy hướng dẫn cho các bạn. Sau đó thì các bạn có quyền nộp lại. Và nếu như các bạn làm tốt thì điểm của các bạn cũng không thấp. Cho nên cũng đừng có lo lắng lắm. Cố gắng làm theo suy nghĩ của mình, được chưa nào? Đó, cố gắng làm theo suy nghĩ của mình thì sau đó một ngày thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn lại một lần nữa và thầy sẽ phân tích kỹ giống như là lớp 3, lớp 2, lớp 3, thì các bạn yên tâm. Thì sau cái ngày mà deadline đó thì các bạn sẽ có được một cái cơ sở dữ liệu cho cái assignment là chung, chúng ta sẽ thống nhất là chung. Và có thể thầy sẽ cho các bạn một cái data, ví dụ như thầy yêu cầu các bạn tạo bảng và thầy đưa cho các bạn một cái file SQL để import cái dữ liệu của thầy vào, được không? Thì nếu như mà bạn nào mà chạy được cái file import của thầy thành công thì đó là một phần điểm rồi. Còn nếu như các bạn làm mà cái file import của thầy chạy bị báo lỗi thì phải xem lại.
hiểu được vấn đề chỗ này để mà thầy check được cơ sở dữ liệu của các bạn chưa? Tức là thầy sẽ chuyển cái file cơ sở dữ liệu của thầy xuống phần dữ liệu thôi nha, còn phần tạo bảng tạo quan hệ là không có, trong đó chỉ có là insert into thôi, chỉ có mỗi cái insert into thôi. Mỗi bảng là 5 bản ghi và import được cái của thầy vô để làm gì mấy em? Để sau này mấy cái câu query á thì thầy sẽ kiểm trên cái dữ liệu của thầy đó. Còn các bạn có nhiệm vụ là nhập thêm, ví dụ của thầy là đã là 5 bản ghi thì nhiệm vụ của các bạn là nhập thêm 5 bản ghi nữa thì dữ liệu của mình nó sẽ phong phú đó. Khi mà thầy query ra, ví dụ thầy giả sử câu số 1 thầy query ra được 3 bản ghi thì với tất cả các bạn thầy query cùng một câu 1 thầy nhìn thấy được 3 bản ghi của thầy trước đã. Còn dữ liệu của các bạn sau thì nó ra thêm, cũng ít nhất là 3 bản ghi của thầy phải xuất hiện trong cái kết quả đó. Thì đó là một cái cách để mà thầy kiểm tra bài. Chứ còn nếu mà thầy giao cho các bạn tự nhập hết, rồi cuối cùng sau khi query ra thầy cũng khó xác định được là ok hay không. Nếu muốn xác định được thầy phải kiểm tra lại, đọc thông tin rất là kỹ thì thầy mới xác định được là query của bạn đúng hay không. Được không? Còn bạn nào thắc mắc gì ở chỗ lớp 3 không? Ừ. Nếu không thì thầy sẽ kết thúc cái phần quay ở đây.